Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp cái chủ đề cuối cùng trong cái phần mềm học từ tiếng Việt, đó là cái chủ đề từ trong câu. Chủ đề này bao gồm các cái bài luyện để phân loại các cái từ cụ thể trong cái câu, trong tổng thể của cái câu. Chú ý rằng là trong cái môn tiếng Việt tiểu học thì cái phần kiến thức là luyện từ và câu là một cái phần rất quan trọng. Thì cái chủ đề này là một cái chủ đề mà có liên quan đến đến cái phần luyện từ và câu. Thì chúng tôi đã có hẳn một cái phần mềm riêng đặt tên là từ và câu tiếng Việt, nhưng mà đây là cái mảng kiến thức đầu tiên của cái phần phân loại từ trong câu đó. Chúng tôi đã đưa vào cái phần mềm học từ tiếng Việt, nó gần, nó coi như là một cái mở rộng phân loại từ độc lập trong cái mảng học từ tiếng Việt. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Thì cái mảng kiến thức từ trong câu là gồm có 3 cái bài học. Một là khái niệm và danh từ chung, danh từ riêng. Hai là nhận dạng các cái từ trong một cái câu ở mức độ đơn giản nhất. Và thứ ba là một cái xác định một cái bài luyện tập thực tế dành cho học sinh để xác định đâu là danh từ, thân từ, động từ, đại từ và quan hệ từ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái bài học đầu tiên liên quan danh từ chung, danh từ riêng, gồm có 2 cái bài luyện. Một là xác định danh từ chung. Chúng ta vào xem. Thì đây là cái bài mà yêu cầu là phải tìm các danh từ chung trong đoạn văn sau. Thì chỗ này có rất nhiều thì cách làm mà chúng ta làm như sau. Ví dụ từ cánh đồng, chúng ta bôi đen cái từ cánh đồng này coi như là một danh từ chung. Và chúng ta sẽ bấm vào đây kiểm tra. Đúng rồi đấy, Máy sẽ báo đúng hay là bạn sai. giỏi quá. Chúng ta lại tìm cái mà lớn ví dụ cái từ cổ này chẳng hạn là một danh từ chung, chúng ta bấm vào đây kiểm tra. Đúng rồi đấy, Đấy, bạn có giỏi rất quá. nhiều. Và như vậy học sinh sẽ rèn luyện. Chúng ta hãy thử làm một cái từ sai, những cái từ chiếm này. Chúng ta vào thử nhé. Bấm vào đây. Sai mất Và rồi, mình sẽ báo là sai. bạn hãy xem kỹ lại đi nào. Như vậy là phần mềm là tự động sinh những cái bài luyện như này. À, tất nhiên giáo viên chúng ta giáo viên có thể trực tiếp nhập dữ liệu đầu vào cho cái bài luyện này bằng cách chúng ta nhập một cái đoạn văn bản và những cái từ mà là danh từ chúng ta đưa nó vào trong cái tạp là GT như thế này. Phần này tôi sẽ mô tả sau. Bây chúng ta thoát ra và chúng ta vào cái bài luyện thứ hai là xác định danh từ riêng thì cách làm cũng tương tự như vậy. Đây là một cái bài đêm cái đoạn văn phần mềm tự động sinh. Tự động sinh và chúng ta sẽ là cái người mà xác định đâu là cái danh từ riêng ở trong cái đáp án này. Chúng ta chỉ việc bôi đen cái từ mà chúng ta muốn xác định là danh từ riêng và chúng ta bấm một nút danh từ đây. Đúng rồi đấy, Máy sẽ kiểm tra. bạn giỏi Ví dụ quá. như cái từ là Uyên này chẳng hạn. Đó. Hay quá. Từ Nguyễn Huệ chẳng hạn là cái từ là cái danh từ riêng. Tốt lắm. Chúng ta mà đi giả sử chúng ta gõ thử một cái từ sai chẳng hạn nhé, ví dụ như là cái từ người này, chúng ta gõ kiểm tra Không được. vậy là sai. Đó. Cũng như vậy giáo viên hoàn toàn có thể nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào làm một đoạn văn bản ở trong đó xác định cái từ là danh từ riêng. Thì đó là hai cái bài luyện đầu tiên về danh từ chung, danh từ riêng. Tiếp theo là cái bài nhận dạng danh từ trong câu. Cái phần này chỉ có một bài luyện thôi. Chúng ta nhấn chuột vào ngay cái bài nhận dạng từ trong câu. Thì phần mềm sẽ lần lượt bấm vào đây thì sinh ra cái bài luyện. Phần mềm sẽ lần lượt hiện ra các cái đoạn văn trong đó có những cái từ mà được được đánh dấu sẵn và các từ này thì đều cùng thuộc cùng một loại và các em sẽ phải lựa chọn một trong cái phương án như này. Đây là kỷ niệm em nhớ nhất, đây là em, đây là mẹ, đây là em, đó là gì, danh từ, tính từ, động từ hay đại từ, chúng ta sẽ phải lựa chọn. Ví dụ chúng ta bấm vào nút đại từ, từ này đều là đại từ, phần mềm sẽ báo là đúng rồi. Đấy. Chúng ta lại làm tiếp sang cái phần thứ hai, dài và to, dài to đó là tính từ. Đấy. Đó. Đây nữa, trong sáng, chói chang, xanh nhợt thì đó là gì? Đó là tính từ.
phần mềm sẽ tự động sinh, thầy post là chúng ta cũng bấm đây để lựa chọn đầu vào. Đấy, lựa chọn đầu vào thì ở đây chúng ta có thể lựa chọn, đây tôi lựa chọn, tôi muốn chỉ sinh ra các bài luyện là động từ thôi, bấm vào đây và bấm chấp nhận, phần mềm sẽ tự động sinh những cái bài là đánh dấu những cái từ là động từ ở đây. Chúng ta chọn động từ. Cái giỏi đó. Đó. Cả cái từ là động từ, là động từ. À, giả sử chúng ta muốn cho học sinh luyện về đại từ chẳng hạn, bấm vào đại từ và bấm nút chấp nhận. Thì phần mềm sẽ sinh ra những cái bài nó là đại từ ở đây. Chúng ta chỉ làm việc liên quan đến đại từ thôi. Đó. Tốt. Còn mặc định, phần mềm sẽ lựa chọn cái bài học này là ngẫu nhiên, tức là phần mềm sẽ tự động sinh ra cái bài luyện là một trong những cái loại từ đó. Đó. Khi làm xong chúng ta bấm để thoát ra. Và ở đây bài học cuối cùng là phân biệt các cái từ cụ thể, cái phân loại từ cụ thể trong một câu, danh từ, tính từ, động từ, đại từ, quan hệ từ, chúng ta có thể làm riêng từng loại một. Ví dụ xác định danh từ trong câu. Thì cái phần mềm này nó là chúng ta sẽ danh từ, và cũng như vậy chúng ta sẽ chọn ví dụ như là đây, hai gã chuột chẳng hạn, hai gã chuột chù chẳng hạn. Sai mất rồi, bạn hãy xem kỹ lại đi nào. Gã chuột thôi, chứ chuột chù thì không phải, nhưng tôi sẽ tìm danh từ tiếp theo nhé, chuột chẳng hạn. Không đúng. Chúng ta sẽ phải, đây là kiểm tra nhanh chính xác và chọn chính xác cụm từ. Như vậy bài này nó có hai cái dạng kiểm tra, hai cái dạng chọn từ và tập bài thật là chính xác. Đây. Đây, chúng ta đây là chính xác và chọn chính xác cụm từ, hoặc là đơn giản chỉ cần làm một, cần chọn một từ đơn, ta có thể chọn một trong hai cái dạng này. Đó. Mình tôi chúng ta làm lại nhé. Đây, cái từ thế giới này chắc là danh từ rồi. Đúng rồi. Đó. Và phần từ học sinh ra. Đây cũng vậy, vì tôi muốn tìm xác định tính từ trong câu. Thì như vậy, tôi sẽ phải tìm các tính từ. Không những bạn nào học giỏi, chứ như cái từ học giỏi còn rất là hiền lành. Đây, cái từ hiền lành chắc chắn là tính từ. Và chúng ta sẽ bấm vậy. Sai rồi. Cho anh kiểm tra xem vì sao nó lại phải có rất thiếu rất nữa nhé. Cho thấy nhưng mà chúng ta đây bây giờ tôi xin phép được lựa chọn cái dạng mà là dạng đơn giản đối với học sinh, dạng đơn giản là hợp lý này, thì tôi sẽ làm như sau nhé. Ánh nắng vàng, như vậy cái chữ vàng đây là tính từ. Đúng rồi đấy, mặc dù là có thể vàng rực rỡ nhé. Vì thương cô bé nên mà cụ đã nhặt những màu da đỏ, bán cho cô bé một đôi giày. Đây, những màu da đỏ, chữ đỏ người ta là rất hay, người ta tính từ đó. Tương tự như vậy thì đối với động từ, đại từ và quan hệ từ, chúng ta làm thử một bài về quan hệ từ. Chiếc bánh kem này không những ngon mà còn rất đẹp mắt. Chúng ta thấy cái đại từ, cái quan hệ từ là cứ chính là cái từ không giỏi lắm. Đấy, mà còn, mà còn đây giỏi lắm. Đó. Thì như vậy đây là cái phần mà từ chống câu này là những cái bài luyện tập để phân biệt và xác định cái vai trò, ý nghĩa của các từ trong một cái câu cụ thể. Đây là những cái bài học đơn giản đầu tiên, vẫn nằm trong phạm vi của phần học từ. Nhưng mà tôi nói thêm là những cái bài phân tích sâu hơn về từ sẽ được chuyển sang cái phần mềm thứ hai tiếp theo, thứ ba là phần mềm là luyện từ và câu, chúng ta sẽ được học sau cái phần mềm đó. Còn đây tôi xin phép được dừng lại ở đây. Như vậy chúng ta đã vừa mới xem xét được toàn bộ tất cả các cái phần kiến thức chính của cái phần mềm học từ tiếng Việt. Phần học từ tiếng Việt chúng ta vừa xem gồm có 5 cái chủ đề chính và bao gồm hơn 70 cái bài học, 70 cái bài học cụ thể, bài học cụ thể, tương tác cụ thể, và chúng được xây dựng dựa trên cỡ khoảng hơn 60 cái từ điển các loại có sẵn trong phần mềm. Trong bài học sau tôi sẽ nói thêm sâu hơn về cách chúng ta có thể tổ chức dữ liệu và chúng ta có thể nhập dữ liệu đầu vào cho tất cả các bài luyện.
chúng ta có thể lưu dữ liệu và dùng lưu lại trong máy tính của chúng ta và sử dụng trong cái bài học trên lớp của chúng ta. Như vậy, phần mềm học từ tiếng Việt này không những là cái phần mềm dùng cho giáo viên có thể trực tiếp giảng dạy trên lớp cho học sinh ôn luyện, mà còn có thể đóng vai trò như một cái công cụ, phần mềm công cụ để giáo viên dùng nó để hỗ trợ giảng dạy trực tiếp ở trên lớp.